lại cô cho cháu. À, cháu trả lại cô 50 của cô. Ờ, 50. Cảm ơn. Vâng. Cháu cảm ơn nhé, cô về nhé. Cháu bắt tầm này bác nhá. Để xong vừa vừa thôi. Ngắn nhưng mà không ngắn quá. Có bao phải được 2 tháng rồi. Bây giờ thì phải tháng. Tháng. Trước kia thì còn ếm. Giờ phải già. Nó mọc chậm. Bây giờ nó có dài có sao. Rồi. Thôi giờ thì cũng không ai hiểu gì. Dầu cổ còn để búi to nhờ. Vâng, ngày xưa thôi, giờ thì ít rồi. Giờ nói chung người ta cũng hiện đại hơn rồi. Nó phai cũng gọn gàng hơn. Ngày xưa buổi tối nhiều chứ bác nhỉ? Ừ, đó không ngày giờ là. Thật ra là không mặc mấy nữa. Dài quá cho cắt qua thôi. Mấy cái lông mày dài nó cắt qua thì cắt đi không bác? Hay là kệ bác? Cái lông mày cắt ra thì cắt đi nhé. Râu ria cũng cạo hết đúng không ạ? Râu là gọn gàng. Xanh.
ba lần cho cậu xem.